Sau thành công của Mặc Vũ Vân Gian, vị thế của Ngô Cẩn Ngôn được cải thiện đáng kể trong mắt công chúng. Qua đó, cô liên tiếp nhận được nhiều phim mới được đầu tư lớn. Đây là dự án mới của Ngô Cẩn Ngôn có tựa đề là Xuân Hoa Diễm, cô đóng cùng Lưu Học Nghĩa. Phim còn có tên gọi khác là Xuân Hoa Yếm. Bộ phim này dự kiến lên sóng trong tháng 10 tới. Phim kể về câu chuyện Kinh Bắc Vương, vương gia Mộ Dung Cảnh Hòa, là một tên chẳng ra gì, ấy thế mà My Lâm lại trở thành tỳ nữ của hắn. My Lâm nhìn ra được đằng sau vẻ ăn chơi sa đọa của hắn là bao nỗi bất an nghi kỵ, là một ý chí khát vọng sục sôi đang phải kìm nén ẩn nhẫn trước ánh mắt theo dõi của kẻ thù. Còn đối với Mộ Dung Cảnh Hòa, My Lâm chỉ là một tiện tỳ nhỏ nhoi mà hắn thậm chí còn chẳng biết tên. Người đâu số phận trêu người, đến một ngày tính mạng của Mộ Dung Cảnh Hòa lại phụ thuộc cả vào người con gái bé nhỏ đó. Nếu không phải hắn vô tình đem nàng thành trò chơi cho người con gái hắn yêu trong một buổi đi săn, nếu không phải hắn bị kẻ thù hãm hại tới mức toàn thân bại liệt, hắn sẽ không bao giờ tin được bên trong một My Lâm bé nhỏ cam chịu lại ẩn chứa một sức mạnh kiên cường bền bỉ đến vậy. Dựa vào nội dung phim, có thể thấy Xuân Hoa Diễm vẫn theo mô típ quen thuộc là nữ cường, nói về một người con gái không cam chịu số phận, luôn có nội tâm mạnh mẽ vươn lên. Với lợi thế và kỳ vọng của khán giả, vai diễn trong Xuân Hoa Diễm khá phù hợp với thế mạnh diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn, cô từng đóng dạng vai nữ cường rất thành công. Chính vì thế màn trở lại này Ngô Cẩn Ngôn được khán giả mong chờ, hơn nữa chính nhờ sức hút của Mặc Vũ Vân Gian khiến cho người xem có niềm tin cô sẽ có thêm dự án thành công tiếp theo. Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực không nhỏ cho nữ diễn viên bởi phong độ của Ngô Cẩn Ngôn không ổn định. Như trước đây, sau Diên Hy Công Lược, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có dự án mới thành công. Đặc biệt thì cái bóng của Mặc Vũ Vân Gian rất lớn, sẽ dễ bị khán giả so sánh nếu dự án mới không thành công. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hoa. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.